chào các bạn. Thì hôm nay gia đình mình đi cái chợ này cũng nổi tiếng ở cái khu thằng em mình á. Đó, cái chợ tên là Jinko Jim. Đó, tên không biết đọc đúng hay không. Jim Jim hả? Jun Jun Jinko Jim. Đó. Cái chợ kìa, cái chợ các bạn thấy ông làm như cái sở thú. mất đi xe Gì? đi Vô trong nó đẩy. Cái chợ mà như cái sở thú quá mà. Đến coi coi. nhớ khóa xe nha. Trời ơi, có chim kêu dựng hú luôn rồi. Xe lại. Ok. Đó các bạn. Đó. Vô nó có chim kêu dựng hú. Wow, bự dữ. Bự hả? Cái này chợ là cái siêu thị gì? 170. Kia cái nón không quá hả? Hôm nay cái gì ta? Ồ, trong đây để nó quay phim hả ta? À, nó nói chuyện trong đó đó hả? Ghê. Đi. Cái có Batman đó. Của anh có sáng mẹ. Ok. Chỗ khu chợ Việt Nam chỗ nào? Đó các bạn thấy không? Đó, bạn thấy đã không? Ê, cái xe bự dữ à. Con biết con chơi gì hả? Yeah. Nhà băng hả? Không có gì còn chơi hết đó con. Không, à, Oli mua thôi. Ok. À, đầu tư á hả? Nó mua mấy xe cũ về á. Con này con gì đấy? Thì mẹ mua cho con một con én rồi. Con này con gì đấy? Angle. Thấy angle không? Mẹ nói bậy mà con không angle. Đang sự cố tình. Con gì? Tâm phước. Con này con gì? Hiền. Thôi. Cái chơi của trời. Mua cho hai xe. Em biết làm cái này anh bảo. Ta dễ thương quá ha. Đủ kêu quá. Em biết làm cái này. Đây nè. Gì vậy? Hả? Ủa đây tính tiền á hả? Hôm nay tính tiền rồi. Nghe coi có trái cây gì lạ lạ không? No. Ồ, trái cây đây nè.
thơm nè. Ôi thơm đỏ nè, cái này thơm ôi đỏ quá. Trái ăn thử ôi đỏ. Lửa chứ. Thơm này bên Cali mới có. Lửa chứ. Thì lửa chứ bự nhất á. Đi. Mua gì nữa? Con thích. Đi à. Đi qua kiếm muối đi, muối có chưa, cà phê có chưa? Không. Này hai trái năm đồng mua. Thôi thôi bình thường mà. Có gì chơi. Có gì đâu đi chơi. Ê đâu có khu vui chơi cho nó chơi hả? Nó gọi hoài vậy. Có gì. Chơi nhau gì ngủ nè. Có khu nhà thường. Có gì. Dễ cho con. Gì hấu không? Táo ngon ghê, em ăn luôn. Táo nào? Mà táo đang ngon đó. Ừ táo đó còn gì hay mua em biết mà. Táo đó nhỏ, táo nhỏ đó em, còn chi hay mua á. Táo này chấm muối là ngon lắm á. Ăn táo rồi mua vô táo nhỏ xíu. Hộp nhỏ xíu đi. Lấy hộp đi, lựa cái nào mà nó nhỏ nhỏ á. Có gì con chơi? Có gì con chơi? Có gì con chơi? Ở đây bán nấm nữa nè. Có gì con chơi? Nấm quá trời nấm luôn nè mọi người. Cà chua 3 đồng mấy. Rồi 2 trái cà chua mà đã 3 đồng rồi. Rồi 2 hai trái cà chua mặn ký mấy. Rau rau giống rau thơm bây giờ. Ớt này cay lắm á. Cà tím. Hồng nè, bữa mua mấy trái ăn ngon á. Hồng giòn. Khoai gì coi, khoai cho nó phải khoai. Không không, anh uống anh mua. Khoai à. Bán chó. Ô ô. Ô con nó con gì vậy? Có gì vậy? Đây học vợ 2 đồng 99 một bao. Có gì vậy? Vâng. Nhà ở Trung Hoa thế. Ở trăm đứa. Ờ đúng rồi, ngọt lắm á. Nhâm ơi. Nhâm ơi. Mấy chán. Hôm nay giờ ngọt á, bữa chưa mua gì ăn rồi. Còn có mía đó bán cây đó bạn, 4 đồng cây mía. Ngọt đấy. Con gì vậy? Excuse me. Con gì là con gì? Con gì trái này. Thôi cái này nó không cho lấy cả. Tại nó mềm hết rồi. Nó mềm là nó không có ngọt. Bánh gì? Ốc nè. Đi. Ừ nó mắc lắm á. 4 đồng. Nhãn nó cũng mắc. Gạo mua một ba. Không phải gạo này, gạo ba cô gái á. Hỏi vậy Thảo. Ôi đủ này ha. Thăng Long 8 đồng thao. Xoài.
1 đồng 25 đồng một trái. Một phần tư cái chợ thôi đó. Ghê. Con chợ này chợ sao ta? Chợ này lạ quá. Ở bán chuối cầu nữa nha các bạn. Chuối cầu lê Hàn Quốc 3 trái. Xoài. Đâu? Đâu? Xoài này nó mềm hết rồi. Cái cầm hiệu lên chụp nó có Việt Nam gì á. Mít. Con này lấy nổi trái này đi. Nhãn đi nhà còn không con. Hả? Công ty. Con lên chơi cho nó đó hả? Ôi con nó ngu luôn. Ngu hả không? Em không biết. Ôi giá con rau này mọi người hẹ nè. Mày thấy không? Nhiều quá ha. Hải sản kìa anh. Hải sản con kia một đống luôn kìa. Ôi đó con ốc con mua về hấp xả ăn. Rồi trái sà kê kìa. Phải không? Không phải bà ơi. Mít hay gì á. Không biết. Không biết gì hết. Thật ra rất chiên ngon ạ. Không có chở bà đó kìa. Đâu mà. Ở Việt Nam mà các bạn. Nước mắm nè. Nước mắm chiên su nè. Họ bánh pía nè. Bánh pía mì chay, sườn thọ, bánh chén. Ở sườn thọ nè. Ở sườn thọ. Cà phê G7 mời. Mua cà phê G7, cà phê sữa G7. Đó gạo Việt Nam mà các bạn. Đó. Khu quầy hải sản các bạn. Có tôm nè. Tôm cua đá. Này giống cá rô em hả? Em. Ờ qua liền. Sợ trứng. Ăn ngon 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 em đã chấm xịt. Ooh, nice. Anh trai nhỉ. Họ bê nguyên cái xe lửa ngoài vô luôn, xe chữa cháy ngoài vô luôn.
má cá ôi ôi gái ơn ừ ghế ba mày đâu rồi? Mấy mẹ đi lộn rồi. Mẹ có kẹo nào không kẹo không? Chứ nó quẹo qua cho. Lộn rồi, ba mày bên kia kìa. Mẹ quẹo lộn rồi. Ừ, chứ nó quẹo qua. Ở trong đó mua được gì chưa? Trong đó có gì chưa? Trong đó có gì không? Nè, muối đâu? Không, vậy thôi để lại đây nha. Không mua cho tiệm anh hết rồi. Ở phía biển nó không có hả? Không. Muối ở pha chốt. Đó này là chỗ này là chỗ khu tàu các bạn. Đó thì ở trên nó có trang trí một số đồ của người tàu. Gì vậy? Đây không biết. Phải không? Nó bạn thấy không? Gì? Đó. Chiếc nhiều. Nó chết đọc em. Chiếc nhỏ đi con. Lo 3 đồng 19. Việt Nam mình có 10.000 lo. Đứng đứng. Đứng vậy. Thử mà xem mình đâu. Ok. Đi đi. Đi đi. Ngồi quay vô sao ngồi quay ra dạ? Sao đẩy? Mì nè, nhà mình thích mì rồi, em mua mì không? Mì mình đã có không? Chỗ này bán mì, chỗ đó bán. Con có mì Thảo Hảo không anh? Thảo Hảo nó đang lợi nhiều người họ mới á. Con lên xuống đi coi đi. Thì chút mày đẩy qua, trời ơi, đừng có đi trên đi một mình mất bây giờ. Nè, gia vị nè, dầu hào nhà mình còn ta. Đây, xung quanh mình là đồ... Xuống đi coi. Nguyên cái đường già. Dầu hào hả? Cái xe nó nặng nặng vậy đó. Sao xe mày đẩy mày thấy nó nặng nặng cái đầu là sao ta? Nãy ba mày làm gì xe à? Gì? Nãy em đẩy bình thường vậy em thấy nó chưa đi. Nhưng mà chỗ khác đi mua ít thôi. Đi Việt Nam tới nơi mua nhiều để nhà lạnh cảnh hư hết. Đi chăm đó về gặp Thi dạ anh. Đi chỗ Việt Nam bên đây nè. Đi đi. Đi đi đi.
boba here, or is that from somewhere else? Is that boba? Yeah, boba. Did you get that here? No, you put it on store. Somewhere. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Nói em mua này đâu? Bán trên lầu tủ ly nè. Con uống cô thấy cô thèm á, cho cô miếng đi. Chịu không? Chịu không? Ừ, dứt quẹo quá. Bỏ xe ba và đẩy xe nhanh. Vô xe ba ngồi đi. Mẹ sẽ mua cho con cái này. Em trứng. Cái đó đâu phải đâu, nó hộp thôi. Đi. Sao vậy? Đâu cái này bán gì? À đây nè. Để cho con em chạy mất tiêu. Siro đá bào xâm dứa nha các bạn. Siro đá bào. Ủa sữa nó ngon lắm á. Em uống nó ngọt lắm á. Uống không? Trái xay. Trái xay mà. Con dậy rồi kìa. Tô bò. Tô gà 16 đồng bình. Tô gà. À, về đây. Tô gà chứ các bạn. Nó bụng mà không sửa nha. Anh xích chơi cho người ta đi chứ. Ủa cái này cái gì nè, thảo banana nè, rồi mango kìa, cái đó là gì? À, thả bánh đó nè. Tiền nè. Ừ, cũng là cái việc nha. Có cả mua một hộp mà có cái loại mà miêu kỳ á nha. No. Đó, nó có cái loại kia chứ không phải loại đen không nha. Hiểu gì? Cái hộp á, cái hộp á. Hộp chưa hộp bán hả? Chịch cho mẹ đi. Chịch đi mẹ đẩy xe, sao mẹ đẩy được? Đâu đây vậy? Không có. Lấy cái bịch khô gà rồi. Không lấy bịch nào 15 đồng bịch. Đúng mấy con mẹ. Ờ. Tôi rẻ. Đi xuống đi, đi vòng nó đi ra. À, có đèn giao thông nữa. Chợ mà có đèn giao thông luôn. Quay. Ờ, giờ để trên này là quay cũng được nè. Để cắm lên thì quay đi. Hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Lên tiền đi, rồi về dọn đi về. 2 giờ rồi. Đi. Trễ rồi, chiên về chiều. Như đây lương thực là đủ ăn trên đường rồi. Ôi, trong đây mà không những nó bán mà nó còn thiết kế nữa, thiết kế với cái đồ. Khu này khu Pháp hả? Lương gì cho bưng? Cho bánh xe dài chân. Có mua nước không chờ phát à? Qua rồi à. Kẹo hả? Ok. Này nó bán những cái đồ lưu niệm nè ha. Nó bán những cái đồ lưu niệm các bạn thấy không? Đó.
đi. Nước gì? Bây giờ đi qua cái quầy kẹo. Kẹo chi? Rồi đi ra đó. Đá này đi nha. Được á, thế em từ ngoài xéo lại. Em biết con này cái gì không? Con gì vậy? Con chim cánh cụt. Đâu con penguin. Con hang gì? Đâu con penguin. Hang mạng. Con gì? Đó gì vậy? Rồi xong. Trời ơi. Trời ơi. Oh my god. Có kêu ông quá. Em ơi. Yes. Yeah, you can eat on it for like 2 days. Con té bây giờ nữa con à. No. Yes. Yes, ma'am. Did you know me? Really? No me. No man. Chicken. Chicken ha. Ồ, kẹo nè. Này bán kẹo nhiều ha. Chưa kẹp mắt để dành nè. Ê ghê, chúng ta xem thảo thuốc cho đổi nha. Oh, tiger. 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 Oh, thích kẹo nào là vô là lấy kẹo đó. Wow, nó kẹo không á. Khi nãy hả? Nãy giống lấy. Quay rồi. Coi lai hình hả? Trong hai người trâu. Wow. Thôi lên tính tiền đi. Tiền đây đúng không? Này khu bánh nè. Biết đâu anh mua đồ không cần nhìn giá. Ờ, như mê cung. Nãy giờ đi không biết đi đâu luôn. Cũng tiền nè em. À còn một like bên kia nữa kìa em. À đồ ít. Đó.
Kẹo quá trời được không? Ủa ai bố chị đâu vậy? Tính tiền, bây giờ mình đi tính tiền, đi con đi vệ sinh không? Cơm bánh gì hả? Anh cho nhau tới một phút rồi mình. Này đi. Bên đây cũng có nữa nè, đây nè, đây vắng nè. Cơm bánh gì? Hai mẹ con mày giành giật nhau uống từng miếng nước vậy hả? Hả? Em đến tiền này chưa? Chưa bao giờ thấy cái chợ nào mà nó có những cái con thú này bên ngoài. Giống như chợ này lúc trước nó là công viên ấy, em hả?